Alo, chào các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục dạy các bạn cách gắn xương nhân vật. Đây là chúng ta vừa vẽ xong ở qua hai bài trước. Thì đến bài này thì chúng ta sẽ học cách gắn xương nhân vật. Các bạn chú ý, ở phần này thì tôi đã vẽ xong. Thì bây giờ các bạn sẽ tăng các ô của cái frame này lên. Đấy, bằng cách chúng ta tăng lên nhé. Khi chúng ta chọn tất cả này, chúng ta sẽ sử dụng như sau. Ta chọn giữ shift, chọn tất cả. Đấy. Sau đó các bạn cho đến ô 10 để chúng ta làm cái đoạn nó dễ hơn. Chúng ta ấn F5. Đấy. Thì frame nó extend đến 10. Đấy. Extend đến 10, nó mở rộng đến 10 nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn từng bộ phận một để cho nó liên kết với nhau, không có nó sẽ rời rạc. Thì chúng ta chú ý là chúng ta vào Windows, chúng ta chọn Node View. Trong Node View này nó chưa mở thì các bạn ấn vào cái hình ô phía trên này, nhưng tôi đã ấn trước đây rồi thì nó sẽ vào đây. Node View của chúng ta nhìn nó gồm có một cái phần ô màu đỏ, có một cái nút màu đỏ. Nút màu đỏ này thì báo cho chúng ta là nút này không được vẽ trên màn hình. Còn những cái nút nào mà được vẽ thì nó sẽ có, chúng ta sẽ nhìn thấy là nó đã có màu xanh nước biển. Đấy. Rồi các bạn nhìn thấy các bộ phận được gắn như này. Đây là một gắn kết tự nhiên. Nhưng bây giờ chúng ta phải gắn cho nó vào một cái phần chính, tức là cái main của nó. Bây giờ các bạn nhìn thấy, khi mà chúng ta để đây là gắn tự nhiên, bây giờ chúng ta phải có một cái công cụ gọi là cái chốt. Cái chốt ở đây người ta gọi là cái tab. Đấy. Thì các bạn ấn Ctrl P ra. Đấy. Thì cái P của chúng ta nó đã hiện ra đây. Ta ấn vào đâu thì nó sẽ có ở đấy nhé. Ví dụ ở đây tôi gắn hai cái chân, trong đó thì chúng ta sẽ thấy này, cái nào làm chủ thì cái đó nó sẽ được liên kết với cái test đùi trước, ấn P. Đùi P này thì nó sẽ được nối với chân. Tức là phần cái cẳng chân nó đặt nối với đùi. Bây giờ tôi lại chọn tiếp, ấn P tiếp thì cái một cái chân này nó ra đây. Thì chúng ta phải chú ý là chúng ta lại chuyển cái này ra đây, sau đó cái này cũng bàn chân. Đấy. Thì lúc này là bộ phận đùi của chúng ta là đã ngon lành, gồm có đùi gắn chốt vào chốt chân, chốt chân lại bàn chân. Tương tự như này, chúng ta chuyển sang đây, các bạn P, cần chút P thì nó sẽ ra đây. Rồi các bạn nối cái test đó vào chân. Chân ở đây ta lại ấn Ctrl T, nó lại ra một cái chốt mới. Chúng ta lại ấn cái này vào đây, nối vào bàn chân. Thế là hai bộ phận chân của chúng ta đã độc lập và đã được nối với nhau, chúng nó sẽ không bị tách rời. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ nối với cái vai của cái một cái bên cánh tay. Thì ở đây chúng ta sẽ nối như sau. Ta chọn Ctrl P, ra một cái test vai, ta nối vào đây. Test này có nhiệm vụ là giữ cho chốt vai, sau đó chốt vai này nối vào cẳng tay. Trong cẳng tay của chúng ta lại có một cái chốt nữa, thì chúng ta cho vào đây. Đấy, các bạn nối vào đây tiếp, sau đó các bạn nối vào bàn tay. Thì nó sẽ theo kế thừa lớp cha, lớp con, đấy, lớp cháu. Thì chúng ta mỗi cái này có hai test. Tiếp tục, các bạn chú ý tiếp. Ở cái vai này tôi ấn Ctrl P, tôi cho nốt vai, và nốt vai này được nối với nốt cẳng tay. Rồi trong cẳng tay tôi lại có một cái P. Và cẳng tay sẽ được nối với bàn tay, và chúng ta đã được là chúng nó là con của nhau. Tất cả đều được hướng dẫn một cách cơ bản như vậy.
Tương tự bây giờ chúng ta sang cái nốt lông mày và mũi thì nó sẽ vào trong mặt. Rồi. Bây giờ các bạn chú ý nha, lông mày thì chúng ta lại chọn cái nốt có tên là mặt của cái nhân vật này. Bây giờ tôi sẽ tìm cái phần mặt, tóc trước, tóc sau, miệng này, mặt đây. Mặt đây là một bộ phận gồm có chúng ta thấy là nó nằm một mình. Thế bây giờ tất cả nó, cái đầu nó phải liên quan đến cái mặt đúng không các bạn? Rồi bây giờ tôi mới làm một cái mặt test ở đây. À, ở đây test này sẽ nối vào lông mày và mũi. Những cái này là con. Đến bây giờ đến bộ phận mắt. Mắt của chúng ta thì gồm hai mắt, trong đó mí mắt, con ngươi, lòng trắng, vân vân. Tôi để dịch ra đây. Các bạn nhìn thấy nhá. Trong cái mí mắt nó là mẹ của hai con này. Tôi ấn P. Đấy. P là test của cái mắt, đúng lòng trắng. Lòng trắng lại có một cái P nữa để nó là người chốt. Nó xoay con ngươi quanh cái lòng trắng. Lòng trắng lên đây. À, chúng ta đã thấy là đã xong rồi cái việc cái mắt này. Tương tự với cái mắt này cũng vậy. Với mắt này thì tôi cho P lên đây. Sau đó tôi nối với lòng trắng. À, trong lòng trắng tôi ấn P. Tôi nối vào đây thì nó sẽ nối vào đây tiếp. Đây nối vào đây tiếp. À, và chúng ta đã gắn được đến đây. Tương tự cái mặt phay này sẽ nối vào đây. Đó, là chúng ta thấy là những con test này nó chuyển động mặt đó, vào đây thông qua cái test đúng không, thông qua cái test, hoặc là từ cái mí mắt này, từ cái mí mắt này nối vào bên trong đây thì các bạn nối cái test này vào đây. Rồi. À không, mí mắt này lại vào đây. À, như này nó mới đúng nhé. Rồi à, mỗi con mắt nó lại được xây dựng như vậy. Bây giờ tôi lại làm tiếp như sau, việc nối con mắt này, test này vào đây, xong test này ra lọc test đây. À, thế là chúng ta đã xong được cái nối kết với cái. Bây giờ chúng ta sẽ miệng, miệng của chúng ta là theo phơi mặt, như vậy chúng ta nối từ đây đến đây. Nhé. Tóc trước và tóc sau cũng qua phần mặt. Đấy, ta nối vào tóc sau. Rồi, con người này là không làm gì cả. Con người hai. Rồi, ok. Thì bây giờ là cái body. Cái body này phải có một cái test cho riêng nó. Đấy. Test cho riêng nó. Sau body này thì chúng ta nối vào cái test phây mặt và chúng ta nối vào đây. Đó. Tương tự như thế, bây giờ chúng ta sẽ có cái váy. Váy body. Đó, thì body ở đây là chúng ta phải có test, phải có váy. Rồi có T. Rồi T này nối vào đây. Rồi cái này là phần thân. Thân ở cái này là cái to nhất của chúng ta. Phần to nhất của chúng ta. Cái từ thân xuống đây chúng ta có một cái nối vào. Không biết là body này là body nào. Body này chúng ta sẽ xem lại ở kia. Đó. Chúng ta xem phần body của chúng ta nhé. Rồi. Khi tôi nhấp vào body đây. Đây là body con. Rồi. Body này không không phải là cái chốt đúng không? Chúng ta sẽ chọn xóa body này đi. Rồi, ta chọn đẩy lên body trên.
Ok, cái này coi như là chúng ta sẽ bỏ cái phần này đi. Đó. Phần body này là nó bị lỗi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nối cái đùi bàn chân với body nhé. Đây là cái sơ đồ chúng ta đã nối xong. Các bạn nhìn thấy nó rất là dễ đúng không? Rồi, đó. Đây là toàn bộ cái người mà chúng ta đã nối xong, bỏ để xuống dưới. Đây là những cái lớp mà không được kết nối. Bây giờ chúng ta quay về đây. Quay về đây thì chúng ta chuyển sang cái chế độ camera. Thì chúng ta nhìn thấy là ta nhìn thấy ở đây là cả một con test mà chúng ta đã di chuyển đó. Di chuyển rồi đó các bạn thấy không, nó được gắn kết nối với nhau và bây giờ nó đã di chuyển. Bây giờ là chúng ta đã hoàn thành cái việc kết nối về sơ đồ kết nối với sơ đồ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào trong quá trình là rigging. Ta sẽ làm cho một cô này sẽ đi được một khoảng một đoạn ở đây. Đó, bạn nhìn nhé. Rồi khi tôi đẩy cả cái test này lên thì nó đi cả cụm luôn. Và bây giờ các bạn có thể chuyển động, làm chuyển động cho nó. Bây giờ tôi sẽ rigging từng bộ phận một. Thì thứ nhất là bây giờ tôi rigging cái tóc. Đó. Các bạn nhìn này, đây là tóc trước. Rigging tóc trước thì tôi ấn vào nút này. Bạn nhìn vào đây nhé. Ở trong tóc trước này chúng ta sử dụng cái Free Form Model Mode, tức là cái phần này là deformation, tức là nó biến dạng. Mỗi lần cái đi thì chúng ta thấy là cái tóc trước này nó sẽ bay phất phới. Ta cho nút vào đây. Tôi cho một nút vào đây, cho một nút vào đây, cho thưa thôi nhé. Đó. Cho một nút ra. Ok, đã xong cái phần rigging con tóc trước. Bây giờ sang tóc sau. Tóc sau bây giờ tôi sẽ chọn tóc sau. Tóc sau tôi lại dùng con này. Tôi để này đây. Đấy, các bạn nhìn này, ta chưa được tạo cách làm của Tom Bomb thì ta thấy mệt, nhưng đến bây giờ thì các bạn tạo rồi. À, tóc sau đây là ở cái keyframe đầu tiên nhé. Lát nữa chúng ta thấy mỗi lần ta nhấp thì nó tự động sinh ra keyframe. Sau ta chuyển sang thì chúng ta sẽ thấy nó rất là dễ như nào. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái chân. Chúng ta nhìn thấy là tôi đã sử dụng sang cái chân này, đùi đây. Ở trong cái rigging chân và đùi này thì chúng ta chú ý cho tôi. Phần đùi thì chúng ta ấn vào nút này cho tôi, ấn nút này thì nó sẽ sang cái công cụ này. Các bạn nhớ là công cụ này với cái bán kính ảnh hưởng thì tùy theo là chúng ta cho tăng lên nhé, tăng lên rồi hạ xuống. Rồi chúng tôi chọn đùi này. Đấy. Thì để kiểm tra lại sự kết nối giữa đùi chúng ta lại vào chọn nốt. Ta cho tăng cái này lên, to lên để chúng ta xem đùi nó như nào. Ta chọn test 1. Test 1 thì cả hai cái đều đi. Rồi, bây giờ chúng ta chọn lúc này. Ở đây chúng ta tăng cái điều khiển lên một chút, làm cái ảnh hưởng của xương khớp nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đùi ra vẽ thì chỗ này đã định ở đây. Rồi, ta chọn xuống chân là đây.
Ở đây các bạn có thể tăng cái ảnh hưởng của đùi lên ở cổ chân. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục zigging cái chân bên phải, chân bên trái chúng ta. Rồi chúng ta lại chọn vào đây. Ở đây thì chúng ta mở cái nốt này ra. Mở nốt này ra nó ở đùi số mấy? Đùi này. Chúng ta chọn đây. Thì cái đùi này đường lúc này cái chốt nó hình thành nó tạo nên cái màu vàng như này. Thì chúng ta lại chọn nốt zigging và chúng ta chọn từ đây đến đây. Nó không chồng lấn lên cái kia nhé. Đấy, nhấn zigging xong. Bây giờ tôi sẽ sử dụng để zigging cái phần xương tay. Bây giờ chúng ta sang vai một. Vai một của chúng ta đây. Tôi sẽ cho một con chốt vào đây. Rồi, tôi lại sang phần vai hai. Vai hai của chúng ta ở đây. Vai một thôi. Chúng ta nhìn thấy thế là vai một đó. Rồi bây giờ ta nhìn thấy vai đây, đó là màu vàng này, ta sẽ chọn đó. Là chúng ta đã làm xong rồi đây. Bây giờ chúng ta sang phần điều khiển cái tiếp theo. Ta muốn dích cái mặt đúng không? Cả mặt mặt thì bây giờ tôi sẽ bật cái này lên, bật lên rồi chọn sang phần face. Các bạn chú ý nhá. Đấy, tôi chọn sang phần face. Face đã được thực hiện. Bây giờ tôi sẽ cho một cái chọn hình chiều này. Tôi chọn một cái vào đây, chọn một cái. Chọn phơi sang đây nhé. Đó, và tôi chấm cái điểm vào đấy. Bây giờ tôi tiếp tục sang phần cái váy. Tôi đã chuyển sang phần váy của con đàn bà này. Ô váy của con đàn bà này tôi chọn phần phần đây. Đó. Đây là thể hiện cả cái váy. Tôi cho nó một nút nữa vào đây. Thì để ra và chọn đúng vào nó. Đó là tôi chưa zigging mắt nhé. Rồi bây giờ các bạn nhìn này. Bây giờ ta sẽ làm một đoạn nó đi chân trước đá lên trên. Ví dụ bây giờ đến đây. Chúng ta nhìn thấy này. Rồi chân trước vào đây. Đùi nó cao lên đây. Rồi bây giờ tôi đi lên bước đây.
Đây tôi cho này đây. Đây này thì cái ở cái bước mà đầu tiên cho nó cút lại này. Bây giờ nó đi ra đây, mũi đến đây thì tôi lại cho lên đây, cho lên đây thì lúc này cái chân này sẽ chuyển động lên đây, cái này thì ta à, chân này tụt xuống đó, thì chúng ta nhìn thấy cái váy này sẽ che kín vào đây rồi. Cái tay lúc này, cái tay này nó sẽ dài ra. Đó, các bạn làm các bước như thế. Rồi cái tay này nó tụt lại. Tay tụt lại nhé. Rồi cái khuôn mặt thì cười tươi. Tóc bay. Tóc này bay xuống. Bay lên. Các bạn nhìn thấy nó chuyển động. Đây bắt đầu cái mặt bắt đầu hình thành. Chúng ta thì chúng ta sẽ đây. Đóng lên đây. Rồi. À, các bạn thấy là nó đã ngon rồi đúng không? Cái mồm. Mồm. Lát nữa tôi làm chuyển động cái mặt nhé. Rồi đến bây giờ tôi cho cái này đến đây. F5. Mà đến đây thì cái kia lại lên. Các bạn có thể copy cái này ra đây. Tôi làm đây là làm lý thuyết nhé. Thế sau rồi các bạn sẽ học theo. Coi như là chúng ta sẽ copy đúng không? Copy ở đây thì chúng ta chọn như này, copy theo này. Đó. Rồi đến đây các bạn dán vào. Các bạn làm bằng nút là ở đây làm như vậy đấy, phim vào những cái chỗ nào mà nó chưa tạo ra thì ta nhấp ok. Đấy, thế là chúng ta lại tiếp tục đến đi từ đây đến đây và tôi copy từ đây đến đây copy đó, tôi chọn là copy dán vào đây, chọn edit từ dán, mình đỡ phải làm lại một lần nữa đúng không? Ôi nhưng mà nó lại cứ chạy là kia tôi làm được. Shift Control Alt P, không vừa đấy, tí nữa tôi copy lại những bước này. Đây là nó như này. Đây.
sau cái này tôi các bạn cứ vì lâu tôi không làm nó hơi quên cái chỗ phần copy này, chúng ta cho cái này cứ lùi lại đó, nâng đầu gối lên kẹo này, bước lên nâng đầu gối lên đây kẹo, cho cái váy này bay theo lên đây. Cái này thì chụp lại phía đây một kiểu đó. Rồi cái tay này tôi cho tụt xuống một chút, đến chúng ta thấy là rồi bây giờ tôi copy key thêm copy. Rồi bây giờ các bạn chú nhá, vì lâu tôi không làm, tôi cũng bận những công việc, bây giờ tôi mới làm phát đúng không, copy đặt rồi tôi lại dán ở chỗ này. Đó. Shift Ctrl P đó, nó chạy đến đây. Rồi bây giờ các bạn nhìn thử, đến đây tôi lại shift Ctrl P, shift Ctrl B nhé. Rồi bây giờ các bạn nhìn thấy là cái con này nó đã đi rất là đẹp đúng không? Ta chỉ còn camera nữa là xong. Đấy. Rồi. Tôi để nó hơi hơi ấy một chút, lát nữa tôi sẽ chuyển cho nó dài hơn. Đấy. Đây tay bên kia thì ít chuyển động hơn đúng không? Cái này to lên, cái này đấy, tay dài ra thì nó phải ngược lại đúng không? Đến đây thì ông này dài ra, tay này thì đây là mình chuyển động đi đi đối diện mình đúng không? Có nghĩa là đi đối diện. Đấy, thì cái này là chuyển động lại. Đây này mình dài ra. Đây đúng vậy đúng không? Còn tôi chưa làm đánh võng, tức là người phải lắc nữa, người lắc cũng rất là dễ đâu. Con này bước chân lên đây thì bây giờ cái này của chúng ta là phải đánh võng ra. Đó. Đánh võng ra. Đó.
rồi đến lúc mà nó đến đây, đến đây là đánh võng sang, quần áo sang, rồi đi đến đây thì ông này đánh võng xong rồi này. Đấy. Rồi các bạn, như thế thì các bạn thấy là một cái cách rất là cơ bản tôi đã dạy cho các bạn. Tất nhiên là tôi dạy thì nó cũng chỉ là mang tính chất là nhanh cho các bạn được sốt ruột. Chuyên nghiệp rồi đúng không? Còn cái này điều chỉnh rồi. Chốt hai con đấy rồi. Bây giờ cái mắt nha, lúc đi lúng liếng, ví dụ mắt lúng liếng của các bạn. Lông mày, một cái lông mày là rụt mắt rồi, thì tôi chỉnh lại sau. Sang đây, sang đây phải nó lại liếc qua mũi mồm. Tôi quên tôi không copy nốt cái phần kia sang đó. Các bạn nhìn thấy rất tuyệt vời đúng không? Cái quan trọng là mình phải biết được là cái ý đồ của phần mềm để mình lái theo đó, nó mới là vấn đề quan trọng đó. Thế còn khi mà chúng ta render ra thì nó sẽ tự động mắt đúng không? Ở cái này tôi xem là còn một cái lông mày nữa ở trên này đâu cho nó hiện ra. Lông mày đây, lông mày đây nó ở chỗ này à, nó chưa được đi cùng với ông này. Bây giờ chúng ta phải đẩy nó lên, chúng ta lại mở Windows ra. Đấy. Xem kiểm tra lại lông mày nhé. Đùi hiếp này, lông mày A đây. Nó nằm ở chỗ này. Nó nằm ở cái quay. Vậy quay này chuyển vào đây. Và lông mày
ngay từ đầu thôi. Nó sẽ lông mày ngay từ đầu tôi đã quên là để nó đi cùng nó đến đây đây mất là do nó bị mất là do từ đầu tôi đã không chú ý đến cái lông mày. Đó, bây giờ các bạn thì ta gắn lại, ta sẽ xóa hết cái viền của nó thì nó sẽ đứng yên dòng lông mày này. Bây giờ nó đã có đủ rồi, có đủ các bạn sẽ rất là nhìn nó rất là sướng đúng không? Bây giờ chúng ta ghép. Các bạn mà không học cái này thì rất là phí đúng không? Tóc tóc này chúng ta phải cho nó ngay từ đầu cho cao hơn, nhưng mà không sao, tạo giúp kinh nghiệm đúng không? Rồi. Đó, các bạn thấy không? Tuyệt vời đúng không? Đó, bây giờ ta render thử nhé. Render với camera đây. À, giữ nguyên, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang render. Chúng ta export render movie. Rồi, chúng ta chọn kết thúc trong bộ phim phim là gì đấy chẳng hạn đó. Đó, tôi chọn chế độ là 4. Lên được cực nhanh đúng không? Đó, tôi lên xem lại cái phần chỉ là một đoạn nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta thấy là tất cả mọi thứ là đều ok. Tất nhiên là tôi làm được, còn nếu mà tôi làm thì tôi phải làm nốt chi tiết là cái mồm, cái mắt vân vân, rồi mũi nhất nữa, để đi trên một cái nền đất đánh võng vân vân, thì đấy là một cái bài mà rất là hay, các bạn nên học, nên học và chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Đấy. Chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Đúng không? Rồi ok nhá, tôi xin chào các bạn tại đây.